Siêu thị máy tính Anh Khang xin chào. Từ lâu thì ThinkPad đã được coi là một trong những dòng máy tính mạnh mẽ, bền bỉ nhất của Lenovo. Và ngày hôm nay thì Anh Khang xin giới thiệu đến bạn một sản phẩm như thế. ThinkPad T470S là chiếc laptop được giới doanh nhân cao cấp ở Mỹ ưa chuộng vì thiết kế mỏng nhẹ như X1 Carbon mà giá thành lại kinh tế. Lenovo ngoài việc nâng cấp CPU lên Intel thế hệ thứ 7 còn cải thiện độ sáng màn hình mà vẫn đảm bảo được vấn đề tản nhiệt. Chúng ta cùng đi tìm hiểu về thiết kế. Khung máy được làm bằng kim loại magie, nắp máy được làm bằng nhựa, gia cố bằng sợi carbon, giúp trọng lượng máy giảm xuống còn 1,36kg. Hai bản lề kim loại cho phép mở góc màn hình lên tới 180 độ. Khi mở máy thì bạn sẽ mở bằng cả hai tay do máy quá nhẹ, cộng thêm bản lề chắc chắn. Màn hình 14 inch với độ phân giải HD cho chất lượng hình ảnh sáng và màu sắc rực rỡ hơn. Bàn phím của Lenovo T470S này không thay đổi so với T460S, vẫn là 6 hàng phím cơ bản với nhiều phím bấm tiện ích. Các nút page up và page down vẫn nằm ở các cạnh mũi tên lên xuống thích hợp cho những ai hay đọc báo chí và tin tức. Touchpad mượt và không quá trơn, hỗ trợ cảm ứng đa điểm. T470S còn có thiết bị nhận diện vân tay nằm ở phía bên phải của touchpad, giúp bạn bảo mật dữ liệu tốt hơn. Xét về hiệu năng của máy, T470S được trang bị bộ vi xử lý Intel Core 5 thế hệ thứ 7 Kaby Lake mạnh mẽ, kèm với một ổ cứng SSD 256GB giúp máy có thể xử lý tốt tất cả các ứng dụng văn phòng. Intel HD Graphics 620 trên Core 5 giúp máy có thể giải trí đa phương tiện, xem phim, video với chất lượng tốt hơn. RAM 8GB DDR4 2400MHz giúp chạy đa nhiệm mượt mà không lo xảy ra hiện tượng giật lag. Máy được trang bị đầy đủ các cổng kết nối như sau. Cạnh phải thì gồm một cổng USB Type-C, HDMI 1.4, USB 3.0 có thể sạc điện thoại, một cổng mạng LAN Gigabit Ethernet, một khe SIM và một khóa máy. Cạnh trái của chúng ta sẽ gồm một cổng cắm nguồn, USB 3.0, jack cắm 3.5mm và khe cắm thẻ nhớ. Qua thử nghiệm thì máy cho thời gian sử dụng liên tục khoảng 6 tiếng đồng hồ cho các tác vụ cơ bản như văn phòng, lướt web. Tóm lại, với một cấu hình khá, thiết kế mỏng nhẹ tối ưu, thời lượng pin ổn định trong tầm giá T470S là lựa chọn đáng để cân nhắc. Trên đây là một số giới thiệu cũng như đánh giá nhanh về laptop Lenovo ThinkPad T470S. Cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!